Ngày 8 tháng 1. Tôi cần Chúa không bằng Chúa cần tôi. Nghe có vẻ lạ, nhưng Thiên Chúa muốn tìm thấy tôi cũng tha thiết như, thậm chí tha thiết hơn tôi mong muốn tìm thấy Ngài. Vâng, Thiên Chúa cần tôi cũng nhiều như tôi cần Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một gia trưởng chỉ ngồi ở nhà, không di chuyển và đòi hỏi con cái mình phải chạy đến để xin lỗi hành vi lầm lạc của chúng, để cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ làm tốt hơn. Ngược lại, Ngài rời khỏi nhà, Ngài sẽ không chú trọng phẩm giá của chính Ngài bằng cách chạy về phía con cái. Ngài sẽ không chú ý đến lời xin lỗi và lời hứa thay đổi. Ngài chỉ biết đưa chúng đến bàn tiệc phong phú đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng. Bây giờ tôi bắt đầu thấy rõ tính chất của cuộc hành trình thiêng liêng của tôi sẽ thay đổi triệt để đến thế nào. Tôi thay đổi bởi vì tôi không còn nghĩ về Thiên Chúa như một Thiên Chúa ẩn giấu và gây khó khăn cho tôi nhất có thể để tôi khỏi tìm thấy Ngài. Ngược lại, tôi sẽ nghĩ về Thiên Chúa như là đấng đang tìm kiếm tôi, trong khi chính tôi lại đang lẫn trốn.